Tại vì bây giờ các bạn kêu dự đoán khoảnh khắc ngôi sao thì má, từ giờ tới hết giải thì khả năng là vẫn còn một vài những cái silver strip nữa. Giờ kêu anh ơi dự đoán giúp em đi, trong cái ván năm đó khi trận đấu, ván đấu kéo tới 45 phút, giữa đội này với đội này ai sẽ là người tung ra một tình huống quyết định, ai là người đi lạc, ai là người trừng phạt Baron thành công để đem về thắng lợi cuối cùng? Khó nói. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Cảm ơn bạn Thế Nam Phan nha. Cấm chọn sai không? Ngày hôm nay chả có cấm chọn gì sai đâu anh em. Nay mà Genji với lại top mà cấm chọn gì sai đâu. Thật ra là hai ngày mình thấy hai ngày thì thi đấu thì ngày hôm qua trận T1 với lại Chui Sport thì nó cũng khá là giống với lại bên phía của top với Genji ngày hôm nay. Cái sự khác biệt chủ yếu giữa hai đội là khoảnh khắc ngôi sao. Ở trong những thời khắc quyết định thì đội nào mà có ngôi sao lên tiếng thì là đội đó sẽ thắng. Ngày hôm qua là Faker Ari, thì ngày hôm nay là Kenyan Nearly. Còn sai lầm hay là cấm chọn cái gì đó thì nó rải đều ra cả năm ván. Tức là sai thì thằng nào cũng sai, phải đánh sai thì người ta mới có cơ hội đúng không? Đánh hay thì cũng có thằng đánh hay. Nói chung là khác biệt giữa đội thắng và đội thua nó nằm ở chỗ giá trị của siêu sao. Sao mấy Gen G con vẫn cố chấp hai cúp CKTG của Samsung là hai cúp của Gen G DC thừa hưởng trong khi hai bọn nó chả liên quan gì đến nhau. Ồ, Hải Nam nha, nhưng mà bạn donate cái này là sai chỗ rồi. Mình là người thừa nhận hai cúp đó của Gen G và Samsung. Tại mình thì mình theo kiểu là thứ nhất là mình là người thượng tôn pháp luật. Và pháp luật ở đây chính là Riot ở bên phía đã công nhận hai cái cúp đó của Samsung thuộc bên phía của Genji. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đối với mình, từ Samsung qua Genji, mặc dù nó chuyển qua thằng KSV xong nó chuyển thành Genji, nhưng nó vẫn có những cái gạch nối. Những cái gạch nối đó chính là Ambition và Ruler. Cho nên đối với cá nhân mình cộng với việc là Riot công nhận thì mình công nhận hai cúp của Samsung pha với lại Genji. Cảm giác Genji vẫn chưa bung hết sức. Có cái bùi. Đánh tí nữa game 5 nó dẫn cho 4 khoát. Hên là farm tốt vẫn còn ngang tiền ấy, chứ không hết sức. Tí nữa là đái ra quần ấy, không hết sức. Không hết sức. Vậy thằng Kenyan nó vứt tới con Nidalee để mà nó đánh game 5 là biết là tới cục cức lắm rồi. Giờ mà không hết sức, tí nữa thì đái ra máu. Đây là để mình mở lại cho bạn nào coi cái khúc cuối đó rồi nè. Là lúc này là toàn bộ đội hình của Genji từ 4 thằng kia cho tới huấn luyện viên Kim rồi Mata rồi tất cả các thứ đang nói chuyện với cá nhân em vậy. Em chọn đi. Tức là đang đặt hết tất cả mọi kỳ vọng vào nó và nó sẽ là người quyết định xem cái chỗ này đánh cái gì để có thể giải quyết cái game 5 này. Anh bắt đầu rối rối sao anh cười. Quan trọng là Genji đánh gì? Dành cho Kenyan đây. Nguyên tim mặt không biến sắc. Suy nghĩ kỹ. Nhìn cái map á. Nhìn cái map của Kenyan à. Khúc cuối đó nè. Anh bắt đầu rối rối sao anh cười. Nói nhẹ thôi, lóc đi. Lóc đi. Đó. Suy nghĩ kỹ. Lệ Hàn lóc cái bụp. Và các bạn thấy mùa này ở thời mùa 2024 này có hai khoảnh khắc. Có hai khoảnh khắc mà bên phía của Genji và Kenyan đã phải lâm vào tình trạng này, chính là cái game 4 của trận chung kết với LCK vừa rồi với T1 và cái game 5 này. Thì đó là những khoảnh khắc mà chúng ta thấy rằng khi mà đúng là kiểu như là tới bước đường cùng rồi đó, không có đường lui nào nữa, thì sẽ phải nhìn về phía Kenyan với những cái last pick rừng của nó. Ngày hôm nay thì tới hết cục cức rồi chứ không phải là chưa hết sức đâu. Cho nên là hai ngày mà thật ra là ba phần nào đó là ba trận luôn anh em. Ba trận BO5 mà tới ván 5 á thì cái BO5 mà đánh tới game 5 thì hai đội đó cái ngày hôm đó là họ rất là gần nhau về mặt sức mạnh. Nhưng mà cái sự khác biệt là ở trong những khoảnh khắc mà ngặt nghèo nhất thì đội nào có một ngôi sao, một cá nhân lên tiếng để đem tới thắng lợi cuối cùng. Thì chúng ta đã có Faker ngày hôm qua và Kenyan ngày hôm nay. Phần nào đó khi mà mình nghĩ lại về thằng Bay với Lê Hen ngày hôm nay á, thì mình có một cái suy nghĩ nữa là có thể là mình đang cá nhân mình ở nhà mình không nghĩ nói về các bạn nhau. Cá nhân mình có vẻ như đang đặt vào thằng Bay rất là nhiều kỳ vọng. Cho nên là
không biết là có hơi khắt khe với nó hay không. Tại vì ngày hôm nay thì không thể nào là nó đánh, nói là nó đánh hoàn hảo, nhưng mà nó cũng không phải là đánh tệ. Khi mà mình cũng nghĩ là ừ, hay là mình quên rằng, mình quên rằng thứ nhất là thằng Bay đây là năm thứ hai của nó, và ngày hôm nay là nó đánh với một Jackie Love, với lại Mayco, hai cái cúp thế giới đang ở phong độ cao bên kia. Nhiều khi là chúng ta bị quên mất là đối thủ của nó là ai. Chắc là phần nào đó là cũng hơi khắt khe với em Bay một tí. Nhưng mà phải khắc khe nó mới lớn được anh em. Mình chỉ nói vậy thôi, nhưng mà khắc khe thì mình vẫn khắc khe. Như mình đã nói, nếu như đặt mục tiêu là vô địch MSI, vô địch thế giới, thì chuẩn của thằng Bay ở thời điểm hiện tại là không đủ. Phong độ của Bay ở thời điểm hiện tại là không đủ. Với phong độ hiện tại của Bay thì mình nghĩ rằng khá là khó để cho Genji có được cái chức vô địch quốc tế ở tại MSI này. Nó còn một vài cơ hội nữa để có thể lấy lại phong độ. Và ép một pha bấm đồng hồ của Zen. Trong khi bật cái này là mình còn mình ban. Họ quyết định phải tấn công vào Duran, nhưng một cú đu dây móc vào tường. Bay đang kẹt lại. Bay bật điện đạn đến điểm. Bay lao lên trước đi. Bay có double kill. Bay có triple kill. Và Bay thật sự quá kinh khủng. T1 tan vỡ với thắng lợi trong ván đấu đầu tiên dành cho đương kim vô địch Genji. Và ai đó hãy làm ơn cản Bay lại đi. Cản con Jerry này lại giúp tôi với. Đây là một... Chưa ban xong, anh em coi lại cái nè. Phải tốc biến nè, sau đó Zed cũng phải lướt qua tường, nhưng mà anh ta cũng phải tốc biến chứ đâu không. Doran có thể đá gãy người của anh ta và Doran lao thẳng vào. Còn thằng nào nữa? Pha bấm đồng hồ của Zed. T1 đang cố gắng cứu Zed nhưng không thành công. Họ quyết định phải tấn công vào Doran, nhưng một cú đu dây móc vào tường. Bay đang kẹt lại. Bay bật điện đạn đến điểm. Bay lao lên trước đi. Bay có double kill. Bay có triple kill. Và Bay thật sự quá kinh khủng. T1 tan vỡ với thắng lợi trong ván đấu đầu tiên dành cho đương kim vô địch Genji. Và ai đó hãy làm ơn cản Bay lại đi. Cản con Jerry này lại giúp tôi với. Đây là một con Jerry như thế nào đây? Anh ta quay lại để tấn công T1 chứ không phải là bỏ. Từ từ chưa ban xong nữa anh em. Thằng này nó chat dài quá vậy. T1 đang cố gắng cứu Zed nhưng không thành công. Họ quyết định phải tấn công vào Doran, nhưng một cú đu dây móc vào tường. Bay đang kẹt lại. Bay bật điện đạn đến điểm. Bay lao lên trước đi. Bay có double kill. Bay có triple kill. Và Bay thật sự quá kinh khủng. T1 tan vỡ với thắng lợi trong ván đấu đầu tiên dành cho đương kim vô địch Genji. Và ai để mình cản, để lưu cản nó lại, để lưu cản Bay lại. Nếu meta mà như chung kết thế giới 2020 thì Genji vô địch. Meta như chung kết thế giới 2020. Không, meta này không có giống. Meta này không có giống. Thứ nhất là meta này không có giống. Thứ hai là cái chức vô địch MSI ở thời điểm hiện tại rất là khó đoán, tại vì nó thực sự là nó đang sức mạnh của các đội đang gần nhau hơn là mình nghĩ á. Mình hơi bất ngờ với cái diễn biến của cái MSI 2024 này, một số điểm. Ví dụ như hai thằng vừa rồi, thằng Team Liquid, nó đã bắt đầu thể hiện sự sống. Fnatic thực ra đánh không dở đâu. Fnatic thực ra một đội mạnh đó. Mình cảm nhận là Fnatic thua thằng Liquid á, không phải là do Fnatic là đội yếu đâu, mà thực sự Fnatic là một đội mạnh. Và Team Liquid nó cũng đã bắt đầu, nó vô form, nó nắm được meta, nó có những cái chuyển biến tốt. Rồi BSG 5 ván BOG, như chung 5 ván T1, Top Esports 5 ván với Genji. Thì cái việc dự đoán chức vô địch của cái giải đấu này ở thời điểm hiện tại, ngay vào lúc này, đối với cá nhân mình là nó hơi khó một tí á. Thật sự là hơi khó một chút. Cho nên là đang cực kỳ khó luôn. Thi thoảng có những thời điểm mà việc thông báo kết quả nó không dễ như các bạn nghĩ đâu. Thông báo kết quả thì nó cũng phải có một số cái thông tin, một số cái cơ sở chút xíu chứ hả. Bạ đầu cũng thông báo là chết á. Mình đừng cái là mình sẽ nói là mình tỷ lệ cái nào mà mình chắc lắm á, mình bắt đầu thông báo cho các bạn. Còn các bạn thấy không, vẫn có rất nhiều lúc là mình đâu có thông báo một cách rõ ràng cho các bạn đâu. Mình cũng chỉ mơ hồ hồ thôi. Không phải lúc nào cũng có kết quả đâu. Thấy nhiều anh em chơi combo T1 cộng MU thì mai cứ cẩn thận. Cảm ơn Tiêu Diệt nha. Cảm ơn Kai đi nha. Thứ ba nó BOG thì mình vẫn giữ nguyên cái gạch đầu dòng quan trọng nhất của mình trước khi MSI diễn ra là mình ủng hộ LCK, nhưng mình nghĩ LPL là khu vực nhỉnh hơn. Thì để coi ngày mai là cái trận BOG với lại T1 như thế nào. Và các bạn cũng đừng quên rằng đây là nhánh thắng nhánh thua. Cái việc mà Genji thắng được Top Esports sau 5 ván ngày hôm nay không có nghĩa là LCK mạnh hơn hay là Genji mạnh hơn so với lại Top.
Tại vì hai đội vẫn còn có thể gặp nhau một lần nữa. Và việc mà đánh trận nhánh thắng sau sau đó đi từ nhánh thua lên thắng lại là chuyện đã xảy ra rất nhiều lần trong eSports rồi. Chứ nó không phải là các bạn chưa bao giờ thấy cái chuyện là lượt đi thắng lượt về thua đâu nha. Cho nên là đừng quá chắc chắn về cái điều gì. MSI 2024 này đối với mình hiện tại đang là một cái giải đấu nó cũng khá là căng thẳng đó. Aurin giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Anh nghĩ team SLE hè này có khả năng vô địch LCK cô anh. Siết lại cái đội hình thì cái khoảng cách giữa Hanwha Esports, nếu mà cả ba đội Hanwha Esports, Genji với T1 đều đánh hết khả năng của mình thì khoảng cách giữa hai đội đó là không nhiều. Và thật sự là nó cũng chỉ rơi vào những tình huống là những khoảnh khắc ngôi sao ở trong những thời khắc quyết định thì đúng cái lúc đó thằng nào là thằng bước lên. Tại vì trong tất cả ba thằng mình vừa kể tên thì trong tập thể của ba thằng đó đều có những người sẵn sàng có những cái clutch moment. Genji chúng ta vừa thấy rồi ngày hôm nay, T1, Faker, Gumayushi, rất nhiều người có khả năng clutch ở trong những tình huống quan trọng. Hanwha Esports, Viper ở quốc nội thì Doran cũng clutch được. JK đã từng vô địch thế giới. Nói chung là ba thằng này ở mùa hè thì thật sự là căng đó. Mình vẫn nghĩ là với cái kinh nghiệm thì cái đội hình của Genji và T1 nó vẫn sẽ có một cái chút xíu lợi thế. Nhưng mà Hanwha Esports khi mà nó vô form rồi cũng không giỡn được đâu. Nó đấm được á. Thằng JK nó không đuối đâu. JK tại vì nó là thằng non kinh nghiệm nhất trong ba thằng mid. Tại vì nhiều khi các bạn lại quên mất là thằng JK nó cũng không phải thằng nhiều kinh nghiệm á. Cho nên là mình nghĩ là cái trần của nó ở đâu thì ai cũng thấy rồi đúng không? Trần của JK ở đâu thì ai cũng thấy rồi đúng không? Vậy thì cái thứ mà nó thiếu bây giờ nó chỉ cần là có thêm được kinh nghiệm trận mạc ở tại LCK là nó có thể vươn lên một bước nữa rồi. Bây giờ mình không có review theo kiểu mà ngồi coi lại hết đâu anh em. Tại vì mình nghĩ là mình khá là chắc. Mình không biết các bạn thấy làm sao nha. Nhưng mình nghĩ là khi mà mình, một là mình bình luận, hai là mình co-stream, thì mình nghĩ là mình làm khá là tốt trong việc truyền tải cái mạch trận đấu cho các bạn đúng không? Tất nhiên là nó sẽ không kỹ, tại vì nó theo thời gian thì mình cũng không có nhiều thời gian để mình gọi lật qua lật lại hay là bâu lại chậm lại gì đó. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà mình làm thì mình cảm giác là mình cũng đã truyền tải tương đối rồi. Làm kỹ nhất trong trận KT với Genji, đúng rồi. Tại vì ngày hôm đó là mình, ngày hôm đó mình là fan của Bero với Biosic mà. Bero với Biosic là cũng là những người là xếp hạng cao trong số những người mà mình có support ở tại LCK. Đợt này khó nói mà anh em. Đợt này thật sự là nó sau hai lượt trận đầu tiên thì thấy nó lệch, xong mà tới hả mấy trận sau này cảm giác của mình là mặc dù là bữa giờ mình đúng cũng nhiều đúng không? Bữa giờ mình vẫn đúng nhiều đúng không? Nhưng mà cảm giác là cũng khó nói đó. Không dễ đâu. Tại vì bây giờ các bạn kêu dự đoán khoảnh khắc ngôi sao thì má, từ giờ tới hết giải thì khả năng là vẫn còn một vài những cái silver strip nữa. Giờ kêu anh ơi dự đoán giúp em đi. Trong cái ván năm đó khi ván đấu kéo tới 45 phút giữa đội này với đội này, ai sẽ là người tung ra một tình huống quyết định, ai là người đi lạc, ai là người trừng phạt Baron thành công để đem về thắng lợi cuối cùng? Khó nói. Gumayui giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Anh nghĩ Mai T1 hay BOG chơi bài suốt lên không? Bắp trước cho T1 luôn. Có, ngày mai không mà mình sẽ nghĩ không nhiều. BOG với lại T1 sẽ là hai đội không thích swap lane. Cái này thì mình không phải là, mình sẽ không chắc lắm, nhưng mình nghĩ là về lối chơi á. Tại vì T1 với lại BOG là hai đội có khả năng xử lý đi đường khá là tốt. Cho mình nghĩ là hai thằng này nó sẽ không ưu tiên swap lane. Về bản chất là tụi nó sẽ tự tin về khả năng đi đường của mình. Và nó sẽ nghĩ như thế này, nếu như tao swap lane, tao sẽ tự phế võ công của mình. Tao không dùng sức mạnh của mình để có thể thắng thằng kia được. Tại vì swap lane nó không còn là cuộc chơi của kỹ năng nữa. Nó chỉ là bài vở của hai đội đánh giai đoạn đầu để không bị lỗ thôi. Cho nên là mình tin rằng BOG và T1 sẽ là những đội thích đỏ tay với nhau. Tụi nó có cơ sở để tin vào những màn đỏ tay ở đường. Thì đó là lý do mà mình nghĩ rằng khả năng mà xuất hiện những... Tất nhiên là vẫn có, mình nghĩ là khả năng có thể là có.
nhưng mà sẽ không nhiều. Ưu tiên của hai đội vẫn là đi đường bình thường để triển khai theo kiểu xử lý kỹ năng ở giai đoạn đi đầu trước đó. Nhưng mà nếu mà gọi là có cái gì mà lỗ, thực ra là T1 và BOG á, T1 và BOG là hai đội phần nào đó có thể gọi là lỗ ở cái meta này các bạn. Bạn biết tại sao không? Meta này, meta mà xuất hiện cái khả năng đảo đường á, nó đang khiến cho các đội, tức là họ không biết trước được cái chuyện đảo đường có diễn ra hay không. Khi mà bây giờ ở trong meta này, không đội nào biết là đối phương có đổi đường hay không. Bạn không chủ động về điều đó. Cho nên là những con tướng theo dạng đấu sĩ carry đang bị hạn chế. Do đó, Z và Bin là những người bị ảnh hưởng khá nhiều. Z và Bin là những thằng nó sẽ thiên hướng, nó có khả năng chơi những con đấu sĩ carry tốt. Nhưng mà ở cái meta này thì không kiểm soát được cái chuyện đảo đường. Bạn không đảo đường nhưng đối phương đảo thì nó cũng sẽ gây rối loạn cho bạn. Cho nên là hai thằng đó, trong số những thằng LPL LCK đường trên, thì hai thằng đó là hai thằng thiên về đánh những con đấu sĩ win land win game. Thì nó sẽ là một cái gọi là hạn chế. Tất nhiên Sante, Zac, On các thứ đó thì Zedbin vẫn đánh được bình thường, không vấn đề gì cả. Nhưng nó không ngon và nó không thích. Nếu như muốn được đánh thì Vin mới Zed, Aatrox, Fiora, Kermil, Jax. Đó, nó sẽ thích những con đó. Nhưng vấn đề là bây giờ không biết được cái chuyện đảo đường có xảy ra hay không. Bạn không chủ động được chuyện đó thì bích những con đó xong là bị đảo đường, thì những con đó nó sẽ bị mất tài nguyên, mất kinh nghiệm, tốc độ sức mạnh của, lên sức mạnh của nó bị chậm. Và đó là lý do tại sao mà mình nghĩ rằng BOG với lại T1 là không thực sự có được lợi thế ở khu vực đường trên, bởi vì cái meta đảo đường này. Do đó để an toàn thì người ta sẽ lấy Sante là an toàn nhất. Mày đảo đường hay không đảo đường, mà đặc biệt là đảo đường thì lấy Sante ngon nhất, hoặc là On, Zac. Đó, lý do tại sao mà chúng ta thấy ba con đó xuất hiện khá là nhiều là như vậy. Là tại vì meta đảo đường nó bắt buộc là các đội phải hướng về những cái lựa chọn an toàn đó. Chứ các bạn bích mà, các bạn bích Jack mà các bạn gặp đảo đường 4 phút chưa lên được cấp 2, hai con lính. Rồi ôi, ăn cức. Giấu tên đã rescan 5.000 đồng. May thang gen công mong tê một thang lam. Mưa kiếm hả? Thật ra cái vấn đề ở đây là, cái vấn đề ở đây là việc đảo đường, cái sự, cái việc bị lỗ khi đảo đường nó ít á. Tức là nếu như muốn một cái gì đó mà quyết liệt hơn trong việc chống đảo đường thì cái chuyện thì dù bạn phải tăng thêm cái phạt nào đó cho cái việc mà đánh nhiều người đường trên. Kiểu như Riot phải đưa ra một cái cơ chế game nào đó mà nó mạnh hơn nha. Hiện tại cũng có nha, nhưng mà đưa ra một cái cơ chế nào đó mạnh hơn để cái chuyện là mày không được phép đi hai người đường trên. Nếu như mày đi hai người đường trên thì mày sẽ phải chịu những cái handicap nặng hơn là thời điểm hiện tại thì may ra. Chứ còn cái bất lợi khi đổi hai người lên trên nó thời điểm hiện tại nó ít. Cho nên là các đội rất sẵn sàng chấp nhận. Và thực ra là họ cũng chỉ, nó, tụi nó cũng chỉ cần đổi khoảng chừng 4 phút đầu thôi. Giấu tên đã rescan 10.000 đồng. Livestream vui vẻ. Không phải giấu tên nha. Không, nếu mà nói thời điểm hiện tại mà đảo đường á, là tụi Genji đã làm tốt rồi đó. Ngày hôm nay là mình thấy là trong những tình huống cần phải đảo đường á, thì Genji đang làm khá tốt. Cảm nhận của mình là như vậy. Bây giờ này các bạn có nhớ không? Trong 3 thằng top đầu của LCK thì T1 là đội thích ứng với đảo đường chậm nhất. Lý do chủ quan khách quan thì cái này chúng ta nói nhiều rồi. Nhưng mà Hanwha Esports và Genji là những đội tiếp cận với đảo đường nhanh hơn sau là T1. Thì cho tới hiện tại thì mình cũng thấy là Genji là một trong những đội trong số 4 đội top đầu ở tại MSI lần này là tiếp cận đổi đường khá là sớm. Và ngày hôm nay nó thể hiện là những cái kiểm soát đảo đường của nó khá là tốt. Châu Âu thì nó được cái lợi thế thằng Isu Esports là tại vì châu Âu là một trong những khu vực đổi đường đầu tiên luôn á. Tụi nó đổi đường rất là sớm và rất là nhiều ở tại mùa giải này so với lại LCK và LPL. Cho nên là tụi nó cũng tiếp cận với đảo đường khá là nhanh. Xoài 5.000 đồng mà meta đảo đường mà ít người chơi sen để biến nó thành một con SP thứ hai nhỉ. Yếu xìu à, không có tác dụng gì hết. Không, xe yếu xìu à, giờ không đánh sen được đâu. Bạn biết tại sao? Con sen nó không có đủ đam để làm chống chịu của 2024. Nghe nó bị vô lý không? Sen không đủ sát thương để làm chống chịu 2024. Rất là buồn. Con sen cũng là con mình khá là thích. Nó là con tướng thiết kế theo kiểu là đỡ đòn, khá là đúng theo cái chủ đề đỡ đòn đó.
nhưng mà nó không có đủ sát thương để làm chống chịu. Bây giờ mày muốn làm chống chịu đúng không? Phỏng vấn làm chống chịu của 2024 của Liên minh Huyền Thoại. Câu đầu tiên, tuyển Tăng. Sen mày cầm cái CV đi tới, bước vô. Ok. Phỏng vấn cầm tờ giấy. Tao có một con AD còn tốc biến, có thanh tẩy, máu nó khoảng chừng 1500. Mày mất bao lâu để mày có thể solo được nó? Sen suy nghĩ, Sen trả lời: solo. Sao em solo được con AD còn nguyên máu, còn thanh tẩy, còn tóc biến anh? Phỏng vấn viên kêu: cúc, người tiếp theo. Anh check lại donate cũ của em với ạ. Em thắc mắc. Các bạn Yến Linh nha. Top eSports ngày hôm nay hả? Đánh đa phần đều tốt mà, ngay cả là cái thằng mà bị các bạn réo tên chửi. Mình đã nói rồi, ngày hôm nay là cả hai đội đều có, ai cũng có những lúc lên lúc xuống, ai cũng có những khoảnh khắc tỏa sáng, ai cũng có những pha gánh tim. Top eSports thì thực ra ngày hôm nay là mình ấn tượng nhất với thằng Dream. Là gì? Là nó có giải quốc tế đầu tiên và ngày hôm nay nó phải đấm nhau với lại Chovy. Ngày hôm nay Dream đẩy Chovy tới ván 5 và nó cạnh tranh con Cocky với thằng Chovy. Và nó đã thắng được đường Chovy. Nó dám tự tin khóa vào những con tướng thuận tay của nó để đánh với lại Genji và Chovy ngày hôm nay. Thì nếu như phải gọi tên một thằng cá nhân mà mình cảm thấy ấn tượng với Top eSports, chính là thằng Dream. Thật sự là mình khá ngạc nhiên với cái tâm lý thi đấu của nó ở trong trận BO5 này. Đúng rồi, Mimin nha. Cơ hội thì vẫn đang chia đều cho tất cả mọi đội mà bạn. Chào mừng bạn Hi Hi đã trở thành thành viên cầm được kim cương. Cảm ơn bạn đã ủng hộ luôn. Ừ, cái đề bài hồi nãy, cái đề bài hồi nãy mà hỏi thằng San Tê, tuyển Tăng, tao có con AD 2000 máu còn 2 spell thì mày giết nó trong bao nhiêu phút, bao nhiêu giây? San Tê hỏi lại bên người phỏng vấn. Một con hả? Giấu tên đã rescan 5000 đồng. Anh nghĩ sao về việc xóa cái gói hàng con có kỳ xóa AP trong và bắp lại đánh tay? Tức là chuyển con có kỳ thành AD lại hả? Cũng tùy Riot thôi, mình thấy là có kỳ hiện giờ ở mid cũng vui. Mấy thằng AD đòi lại con có kỳ thì cũng được. Hồi xưa có kỳ nó là AD. Từ ngày mà Riot cho nó cái sát thương phép nhiều quá thì nó thành AB đường giữa. Nhưng mà nếu mà chỉnh nó lại thành có kỳ AD cũng được. Cũng thú vị. Tùy thôi, tùy bên phía Riot quyết định thôi. Mình thì mình thấy là giờ cũng được. Sửa lại cũng không sao, nó cũng không quan trọng lắm. Giấu tên đã rescan 5000 đồng. T1 năm nay vào đích ca anh. Hiện tại ha, mình vẫn đang đặt niềm tin vào chức vô địch của LCK. T1 hay Genji thì mình không chắc lắm. Mình tại MSI này thì mình là bình luận viên LCK, nhưng mình sẽ ủng hộ LCK. Mặc dù là LPL nó vẫn chưa phải là chắc chắn là nó sẽ dễ dàng buông MSI này đâu, nhưng mà mình ủng hộ cho LCK. Còn T1 hay Genji thì khó nói nha. Tên đã rescan 10000 đồng. Cho em xin ít nhan CV man trình điền cursion của Kiang A, thích cao ai tu dot chung kết LCK R. Các bạn nhớ tên nha. Ngày hôm nay hả? Ngày hôm nay thì nếu Ken Nhân là người xuất sắc ở ván 5 thì là Kim là người đứng thứ nhì luôn. Nếu như gọi là San Tê hay nhất hả? San Tê hay nhất chưa có hai, bây giờ LCK VB có thằng nào San Tê cháy hơn nữa không? Được, nó thể có thể cho tạm coi là con San Tê. Hiện tại con San Tê ổn nhất. Nhưng mà tại vì con tướng này hiện tại vấn đề là trong tay mấy thằng game thủ chuyên nghiệp á, nó tương đối là hiệu quả và gần như thằng nào cũng có thể đánh tốt hết. Số lượng người có thể đánh tốt con San Tê hiện tại khá là nhiều. Cho nên là cũng tại vì con tướng này nó là một trong những con tướng mà thành công nhất ở trong 2 năm vừa qua của Riot về mặt tỷ lệ thắng. Cho nên là chưa thể dành riêng nó cho con Kin được. Số lượng người chơi được San Tê khá nhiều và con tướng này là con tướng mà rất nhiều người sử dụng thành công. Kin bây giờ phải có thêm một vài những cái màn trình diễn con khác nào đó đi. Cho nó hả, dấu ấn riêng hơn. Tại vì một phần nữa là tại thằng Kin là nó không phải thuộc dạng là spam một con quá nhiều trong khoảng thời gian vừa qua. Cái bộ tướng của nó rộng lắm. Bộ tướng của thằng Kin rất là rộng. Từ hồi mới khởi nghiệp là nó là một trong những thằng mà sử dụng rất là nhiều con tướng đường trên này. Cho nên là gọi là tìm được một con tướng. Ví dụ như ở LCK mùa này thì nó là thằng đã mở đường cho những cái lựa chọn, ví dụ như là Darius để counter Udyr. Rồi mùa năm trước là nó có con Malphite là bất khả xâm phạm của nó.
đâu ai đánh được đâu, có mình nó đánh được à. Thằng Kim cái bộ tướng của nó cũng dị lắm. Mình thì mình rõ ràng là mình đang cổ vũ cho T1 ngày mai thắng để chúng ta có trận chung kết nhánh thắng. Thì nếu mà là Genji T1 thì LCK sẽ chắc chắn có được cộng thêm một suất ở chung kết thế giới, trở thành 4 suất như bình thường. Thứ hai là LCK sẽ có một đại diện ở trong chung kết tổng. Ngày mai thật ra là mình vẫn nghĩ rằng thằng BSG là nó hơi nguy hiểm cho Jeju Esports đó nha. Nói chung là không biết vì lý do gì nhưng mình cảm giác là có gì đó nó nguy hiểm cho mấy anh hề của chúng ta ở cái trận BSG đó đó. Mình hy vọng là tụi nó sẽ có một cái tâm thế tốt khi bước vào trận của BSG, tại vì tụi nó mà tiếp cận với cái trận đấu đó mà không đúng ha. Tụi Jeju Esports mà tiếp cận trận BSG mà không đúng ha, không cẩn thận, không tập trung, không hạt với trận đó là dễ cút đó. BSG ở thời điểm hiện tại phong độ đang khá là ổn á. Các bạn đừng quên rằng mày energy. Energy. Jeju Esports có thể sẵn sàng làm khó DK, sẵn sàng đấm Weibo nhưng mà thua energy đó. Cho nên là để mà gọi là Jeju Esports mà có tỷ lệ chắc chắn thắng BSG không thì là BSG, Jeju Esports thực ra đánh với các đội LPL, LCK thì hiện tại mình cảm thấy khá là tính. Nhưng mà để mà đánh với BSG thì mình cảm giác là đéo tính một tí nào luôn á. Nó mẹ mới lên cân hề là chết. Các bạn thanh sơ nha, có chứ. Cái gì với chuyện mà hề 2 thua BSG thì mình xin thưa với các bạn là mình sẽ làm một cái bộ mặt. Mình hỏi các bạn nhìn mặt mình có cảm thấy bất ngờ không? À, Jeju Esports bị BSG hủy diệt, bạn nhìn mặt mình có cảm thấy bất ngờ một miếng nào không? Không. Mình không biết, nhưng mà đợt này mà nó cảm giác là khá nhiều người của cái điểm rơi phong độ của các đội ở MSI đang tốt quá mọi người. Không biết mọi người có nghĩ giống mình hay không, mà mình cảm giác là rất nhiều đội đang có một cái điểm rơi phong độ tốt tại MSI này. Kiểu như hợp đất hợp nước hay là khí hậu ở thành đô đang tốt hay sao á. Mà đội nào cũng đang, không có đội nào mà bị xuống nhiều thành viên cả, mà là đội nào cũng đang có những người đặt điểm rơi phong độ tốt. Nên cảm giác của mình là đây là một cái giải tại sao nó đang hấp dẫn là tại vì đội nào cũng có được những cái nhân tố gánh team hết. Đội nào cũng đang có được những cái nhân tố gánh team để có thể tạo ra đột biến. Cho nên là mình cảm giác là như vậy, khá nhiều đội có đang có một số người có phong độ tốt. Xoài 5.000 đồng, T1 về quê con, cưng về quê cha nó thế a. Uma Yui nha. Cũng không có đội nào mà mạnh hết 5 thằng. Hồi giống như hồi chiều mình, lúc mà mình cô suy mình nói với anh em á, mình cũng không thấy có đội nào hiện tại mà gọi là vô đối. Đội nào cũng có chỗ mạnh, đội nào cũng có chỗ yếu. Cho nên là kiểu như để dự đoán vô địch MSI thời điểm hiện tại là mình cảm giác cũng chưa ra luôn. Đặc biệt ở trong cái thách thức nhánh thắng nhánh thua này, Top Esports vẫn còn mạng, BLG với T1 mai mới đánh. Thì thời điểm hiện tại căng á. PM giúp Lu mua xoài 5.000 đồng, Lu ủng hộ T13 mai BLG 31. Cảm ơn bạn PM nha. Ba thằng cánh trên quá tính. Để mình chỉ luôn cho bạn nè. Về ván 4 chính là thằng Kenyan đưa tới ván 5 chứ còn gì nữa. Tính quá. Ông đánh không nhìn mid. Mid hết năng lượng, ông đấm thẳng vô thằng mid đối phương để chết well. Xong rồi con rồng ông về ông lao thẳng con mẹ nó xuống. Ông cạnh tranh một con rồng mà tỷ lệ thành công chắc khoảng chừng 2%. Tí nữa thì hẹo luôn, mất cái tốc biến pha sau chết. Tính ghê. Chu Vi thì đúng game 5 căng thẳng, cầm Gorky chắc không chắc hết cái bụi. Đi con mẹ nó vô hả cái bụi chích well, tí nữa thì oẳng. Hay tính lắm. Chắc có mỗi lần Kin là không tìm được một cái lỗi lớn nào của nó thôi. Nhưng mà cũng không thể nào nói là có nó một cái series là 10 trên 10 được. Tính ghê. Đúng rồi, thay phiên nhau tỏa sáng. Thì tất cả 4 đội còn, thậm chí là cả các đội còn lại, ví dụ 2 thằng dưới là thằng BSG với lại bây giờ coi cho BSG dù không súng một cái tia nữa đi ha. Ngay cái thằng Jeju Esports đúng không? Jai cũng đánh được. Cap cũng sẽ thi thoảng cũng sẽ có những ván gánh được. BB đánh con Yasuo tính Velin. Cho nên là khó đó. Cảm ơn Marvelous nha. Không, giờ này tại mình chuẩn bị nhuộm á, để tóc như cũ khó nhuộm lắm.
đội nào cũng có những chỗ mà cần phải cải thiện, nhưng mà đội nào cũng có những nhân tố có thể gánh team được. Đây là một trong những cái, mình nói thiệt, đây là một trong những giải quốc tế mà mình cảm giác là mình chưa nhận được kết quả đã thông báo cho các bạn á. Như chung kết thế giới năm trước đúng không, bắt đầu vô khoảng chừng 1-2 round đầu tiên là mình cảm nhận được kết quả là mình báo cho các bạn rất là sớm. Nhưng mà bây giờ là mình đang cảm giác là má chưa nhận được kịch bản nữa anh em ơi. Từ từ đi, tới đâu hay tới đó đi. Có chỗ nào là mình chia sẻ với bạn chỗ đó, chứ giờ mình cũng chưa thấy kịch bản đâu. Cô chê nhưng chiều Pinat chắc cô qua được error. Ca nhong không, hay vẫn gỡ 8, hay được. Nhưng mà cái này để mình chia sẻ, cảm ơn bạn dấu tên mình ở Pinat nha. Nhưng mà chúng ta nên tập cái chuyện là chúng ta có thể khen một người mà không cần hạ bệ người khác được nha. Không phải là cứ tự nhiên canh nhìn đánh hay là phải réo Pinat như làm gì đâu. Như vậy nó không hay á. Cái thói quen mà khen một người xong phải lôi một người xuống thì nó là một cái hành động là mình nghĩ không nên được cổ suý nha. Mình khen thôi không? Đơn giản giống như mình khen canh nhành là mình khen canh nhành thôi. Không cần phải lôi người khác vào làm gì, không liên quan. Giấu tên đã rescan 10.000 đồng. Sun có hay như tiên cô anh. Sao CKLPL thấy Tesco mạnh bằng bây giờ? Đúng rồi. Qua một thời gian rồi meta nó cũng có điều chỉnh chút xíu rồi chứ. Thằng Sun hay mà. Thằng Sun thì mình cũng thấy là nó bắt đầu có một số cái bước tiến so với năm ngoái á. Thì thật ra năm ngoái với năm nay BUG nó cũng có cái lợi thế là nó cũng không thay đổi đội hình nhiều. Nó chính xác ra là nó có gọi là tăng tiến một chút xíu về mặt sức mạnh. Với thằng Nai ở đường giữa, xong thằng Xuyên nó có thêm kinh nghiệm gắn kết với toàn đội. Cái chuyện mà Xuyên đánh hay hơn so với lại năm ngoái là chuyện mình nghĩ là chuyện dễ hiểu. Cả thằng Bin nữa. Cảm giác ghen thắng không vui bằng Tiêu Anh thua. Cái đó là sai hoàn toàn luôn. Tiêu Anh thua là bị ảnh hưởng tới nồi cơm. Nhà tài tấn. Tiêu Anh thua là bị ảnh hưởng tới nồi cơm. Cho nên là nếu mà gọi là vui nhất là phải là Tiêu Anh thắng là mới vui nhất được. Tài Tấn nói một câu mà anh không thích chút xíu nào cả, và anh cho Tài Tấn mày tham ao 48 ngày. Ổ mèo của ngài giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Sun mùa gần đây đánh bay. Barrel có khen, gián tiếp khen ẻm ma. Ổ mèo của ngài nha. Cái mà mình thấy ơn Sun ở mùa này là nó xử lý bình tĩnh hơn á. Tỷ lệ phạm sai lầm của nó cũng không còn nhiều như là cái mùa trước. Gọi là chững chạc hơn nhiều. Con có chí, chí ta bo giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Son của Ba Cơ, AZ của K9 hay Huy của Chơ Vi xét thứ tự ngu, A xếp như thế nào à? Nhưng mà các bạn biết, câu hỏi này nó sẽ, mình nói luôn, là câu hỏi này nó sẽ bị khó cho Faker. Nha. Tại vì sao? Nó sẽ có một cái tiếng Anh, nó sẽ có một cái gọi là recency bias. Là cái gì mà nó xảy ra gần chúng ta hơn thì chúng ta sẽ cảm thấy ấn tượng hơn. Cho nên là hỏi cái câu đó ở vào thời điểm này thì nó không hay, nó không nó không công bằng dành cho em sang hốc của mình. Xin được phép là không trả lời câu hỏi vừa rồi. Ba thằng ngu như nhau. Bimen giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Em cô thích T1 vô địch. Cô phải vì NT, mà là em thích kiểu thời đại mới vươn lên, đoạt cúp như vậy khích lệ và hào hùng hơn cho các thế hệ sau. Chứ T1 trùm mãi nhìn nó na ná chế độ độc tài mặc dù cô phải. Nhưng mà nó bị cái là em biết là sao, nếu mà em, tại vì lúc đó em sẽ nhìn tới góc độ, em đang nhìn tới góc độ của một bên. Nhưng mà khi đó thì em sẽ bị là em bất công với cái đội mà em đang, thí dụ cái đội đang thống trị đó. Tụi nó cũng có nỗ lực và tụi nó có khả năng để có thể thống trị. Thì em nhìn theo kiểu là em muốn một cái gì đó khác đi, tức là bị nhìn bị một phía. Mình thì đã có một số thời điểm là mình cũng nghĩ như vậy, mình cũng là thuộc dạng như vậy. Thực ra đó là cái tâm lý bình thường, cái tâm lý bình thường của đa phần mọi người, kiểu như là cái tâm lý gọi là ủng hộ kẻ yếu á, các bạn biết không. Thì khi mà một đội nào đó thống trị một cái giải đấu quá lâu và áp đảo quá, thì những người trung lập nha, những người trung lập, mình không nói fan của các đội, mà những người trung lập sẽ có cái tâm lý là ủng hộ đội yếu, đứng về phe cái yếu đó. Thì đó là cái tâm lý hết sức bình thường. Nhưng mà nhìn đi thì cũng phải nhìn lại là như vậy thì nó lại, liệu nó có công bằng cho cái đội mà vẫn đang nỗ lực để giữ được cái mặt thống trị mà nó đâu phải lăn hơn đâu, đúng không? Nó đâu phải là tự nhiên nó được cái chức vô địch đó, mà nó cũng phải có những cái nỗ lực của nó chứ.
Cho nên là thôi, bọn nào bạn nào muốn làm gì thì cũng ủng hộ, hướng nào thì cũng được thôi, không có gì cả. Thể thao lên thoải mái, ai muốn làm gì thì làm. Nhưng mà mình chỉ chia sẻ thêm một số góc nhìn thôi. Còn tất nhiên là mình cũng không phải là ngoại lệ. Mình ví dụ như mình xem một trận đấu mà nếu như mà mình không có đặt cái kỳ vọng, hay là mình không ủng hộ một đội nào trong số hai đội đó, thì mình cũng sẽ ủng hộ đội yếu. Cái này mình cũng nói luôn cho nó rõ ràng. Nếu như mình không có một cái stake, mình không có một cái gì đó trong cái trận đấu đó về mặt cảm xúc hay là bất kỳ một cái gì khác, thì mình cũng sẽ là người thuộc phe là ok, tôi sẽ cổ vũ cho đội yếu, tại vì đội yếu thắng thì nó mới bất ngờ, nó mới vui. Đó. Nhưng mà mình sẽ hạn chế cái kiểu là à, thằng này vô địch nhiều và cho đội khác lên thì một cách vô lý. Mình cũng không thích như vậy. Mà đừng cái là Liên Minh Huyền Thoại hiện tại thì ngoài cái chuyện là LPL, LCK đang là hai khu vực cạnh tranh với nhau, thì rất may là chúng ta đang không có một cái sự thống trị độc tài nào hết ở Liên Minh Huyền Thoại. Mình nghĩ đây là điều hay chứ. Vẫn là một điều tốt. Giấu tên đã rescan 5.000 đồng. Anh ơi, em có crush một bạn nam đi top, thì lúc chơi game nên khen câu gì để bạn ấy thích hả? Em chơi em đứng sau lưng nó, hoặc là em coi nó đánh á, xong rồi tới hết game em nói với nó: anh ơi, rừng anh ngu vãi liền nha. Nó yêu em luôn. Về gặp ba má em nói chuyện luôn. Tin anh, một câu thôi. Người ta hỏi là rớt một bạn nam đi top, mà tụi bay còn kêu là lỡ nó rừng bị điếc hay gì. Giấu tên đã scan 5.000 đồng. Anh cảm thấy năm nay có cần anh phải bóp bùa lời. Đúng không, phải giấu tên nha. Mình bóp cho LCK thôi anh em. Nhận bóp nhiệt tình hơn một chút xíu cho LCK. Thầm Fit giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. NBA đang có tranh cãi về danh hiệu cầu thủ phòng ngự của năm kia. Anh nghĩ nếu Spurs không tăng bẩn thì Victor Wembanyama sẽ có cú đúp danh hiệu cá nhân gồm tân bình và cầu thủ phòng ngự. Không có coi Fit ơi, năm nay anh không có coi NBA nhiều. Nhưng mà mấy cái danh hiệu của NBA á, danh hiệu bầu chọn á, thì năm nào chả cãi nhau. MVP với D-Boy năm 1-2 năm là cãi nhau banh xác mà. Vui thôi, chả có gì đâu. Mà năm nay anh không có coi, anh không có để nói được. Cho một đội mạch về nhà hay đấm thằng con của mình thì anh sẽ ủng hộ ai? Anh mặt cười. Quan vụ chi nhá, là sao, đang nói vụ gì? Đánh 5 trận như này có lo hết bài không? Ý em đang hỏi là đội nào? Đánh 5 ván như thế này có hết bài không, thì vấn đề nó thuộc vào đội nào? Ví dụ như hôm qua như anh có nói là đối với T1 thì thật ra chả có bài mẹ. Đối với riêng T1 thì là T1 không sợ lộ bài, tại T1 chả có bài mẹ gì cả. Hiện tại là T1 vẫn đang giữ một cái lối chơi nó khá là quen thuộc. Đó là triển khai theo một cái ý đồ gây rối loạn. Và nó sẽ dựa trên nền tảng là có được lợi thế trong khoảng thời gian ban đầu giờ đang đi đường. Ê, các bạn fan T1, các bạn nói giúp mình T1 hay có những con bài nào. Những bài nào mà T1 hay đưa ra sử dụng. Hết bài. Tùy đội. Nhưng vấn đề cái bài của T1 là cái bài Baron. Nhưng mà cái bài này thì già trẻ lớn bé, từ đông qua tây ai cũng biết, nhưng mà không bắt bài được. Tại đố các bạn biết tại sao, các bạn biết không? Tại vì cái bài của T1, cái bài Baron đó, nó căn bản là T1 nó rủ bạn ra quảnh tù xì. Cái bài của T1 rất khó bắt ở cái điểm là biết gì không? Đó là cái bài mà giống như là hai thằng đang đánh nhau, T1 rủ: ê, tao mày quánh tù xì, nào thắng ăn hết. Cho nên là bắt bài không được. Mày nó hên xui lắm. Nó cực kỳ hên xui. Nó căn bản là một cái hên xui. Nhưng vấn đề là T1 nó lại có kinh nghiệm. T1 lại có rất nhiều kinh nghiệm xung quanh cái bài hên xui đó. Cho nên cuối cùng đối với T1 thì nó không hẳn là hên xui, mà nó sẽ thiên về hên nhiều hơn là xui. Đó. Đó, chúng ta có thể gọi đơn giản là T1 kéo đối phương vô thế cùng đường với mình và đánh bại đối phương bằng kinh nghiệm. Đó là
cơ bản cái tuyệt chiêu Baron của T1 á. Rất nhiều đội ai cũng biết, ai cũng từng coi T1 làm cái đó rồi, nhưng mà bắt bài rất khó. Nó nhận là như vậy. 5.000 đồng. Hôm qua có lộ một bài rồi anh, đó là bài Faker không đánh được con Auxin. Không, mình nghĩ như thế này, một phần thôi. Faker đánh con Orenson thì đúng là nó không phải là quá tốt, nhưng mà một phần mình thật ra mình nói khi mà T1 cấm chọn rồi mà anh em, là con Orenson nó không phù hợp với lối chơi của T1. Tại vì nó là một con tướng mà sức mạnh của nó đến chậm và nó không thực sự mạnh trong những pha giao tranh sớm ở giai đoạn đầu. Nó không phù hợp với lối chơi chung của T1. T1 cần Faker có thể tác động đến ván đấu sớm hơn một tí, những con tướng có khả năng can thiệp sớm hơn và sức mạnh của nó đến từ những pha giao tranh nhỏ lẻ nhiều hơn. Cụ thể ví dụ như là ngay cả là con Talia đi, nó vẫn sẽ tốt hơn. Cho nên là con Orenson về mặt căn bản nó không thực sự phù hợp với lại Faker và T1 về mặt lối chơi. Mình cũng không bảo là Faker đánh tốt, nhưng mà mình nghĩ là trong, và đặc biệt nữa, cái thứ hai nữa là với đối thủ nào, khi các bạn gặp mấy thằng hề 2 đánh Orenson rất khó. Khó ở cái điểm là mấy thằng kia, mấy thằng hề 2 nó rất là giỏi trong việc tạo ra đột biến. Nó cực kỳ giỏi trong việc tạo ra biến số. Cho nên là con Son sẽ khó có được những cái khoảng lặng để mà có thể kiểm soát. Cho nên nhìn chung, từ lý do chủ quan của Faker và T1 đến lý do khách quan là đối thủ là EG Sports trong trận BO5 đó, thì con Son cực kỳ khó để có thể có được thành công khi mà Faker cầm nó đối mặt với EG Sports. Đó, tức là rất là nhiều yếu tố dẫn tới cái màn trình diễn của Faker với con Son đó. Nó sẽ là rất nhiều yếu tố tổng hòa lại mà nó không phù hợp. Top King giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Trong tiếng Trung cô Mây có nghĩa là khổng minh, thì Mây cô có thể gọi là minh khổng được không? Sư minh. Cảm ơn Top King nha, mình không biết. Mây cô mình thấy là cái tên bình thường của nó vậy đâu, sao phải dịch ra là minh khổng là sao? Con Asia mạnh sớm hơn con Son chứ. Bây giờ mình hỏi các bạn chứ, con Son của con Son nó sẽ mạnh ở thời điểm nào? Con Asia là 6 là mạnh rồi đó. Asia đúng khoảnh khắc nó có cái rờ là mạnh rồi. Con Son cấp 6 mạnh chưa? Son cấp 6 khác chói với con Son cấp 2, cấp 3 đâu. Vậy mình cũng nói luôn là tại sao thằng Chu Vi nó hợp với con Son hơn. Thứ nhất, về mặt lối chơi, mặc dù là Genji ở phiên bản hiện tại, Genji nó chiều nay nó đã chứng minh là nó đánh khùng đánh điên cũng được luôn á. Genji phiên bản 2024 này cũng có khả năng đánh khùng đánh điên. Nhưng bản chất Chu Vi nó là một thằng, thứ nhất là farm nó cực kỳ tốt trong việc farm, đó là cái gạch đầu dòng đầu tiên. Cái thứ hai là Genji là một tổ, xét về mặt tổ chức, tất nhiên là cái tổ chức này ở thời điểm hiện tại đội hình của nó cũng thay đổi nhiều rồi, nhưng cái DNA của cái tổ chức Genji này là khả năng kiểm soát rất là tốt, gọi là trong máu của nó. Màu của T1 với màu Genji khác nhau rõ ràng mà, đúng không? Cho nên cái màu lối chơi của Genji nó lại rất là phù hợp với lại con Son, kiểu như vậy á. Giấu tên đã rescan 10.000 đồng. Gen ván 5 có lộ bài cô anh. Ví dụ như đơn giản bây giờ các bạn, mà cái này là một cái điểm hay nữa của thằng Chu Vi nè. Các bạn thấy như bây giờ có hai con, mà hai con của liên minh hiện tại là con Corki với lại con Son, là hai con mà bạn phải canh được cái tài nguyên là bụi sao với lại gói hàng ở trong những thời điểm giao tranh. Tất nhiên là dễ ở cái điểm là ok, bạn canh theo rồng là được, nhưng không phải lúc nào bạn cũng canh theo rồng được. Nhưng mà bạn sẽ để ý thấy là Chu Vi là hiện tại là cái việc canh thời điểm của nó với bụi sao với lại gói hàng là thật sự rất là tốt. Đây là một cái điểm rất là mạnh của nó. Nó rất là giỏi trong việc có được những cái tài nguyên đó ở những thời khắc quan trọng. Nó là điểm nhỉnh hơn của nó ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà clutch á, tức là khoảnh khắc tỏa sáng thì vẫn chưa bằng nha, vẫn thiếu một tí nha. Hôm qua các bạn giấu tên nha. Hôm qua là kiểu như mình cũng hơi bị nổi da gà với cái con Ari của Faker ở ván 5 á. Chu Vi ráng bây giờ phải có những cái pha mà phải là game 5, phải là chân tường, giật lấy game đấu từ tay tử thần về cho đội của mình, để chứng minh là mình có cái clutch factor đó. Chứ hiện tại thì coi như là gần hết tất cả các mặt khác thì bây giờ Chu Vi đã nhỉnh hơn rồi. Nhưng mà Faker hơn một chút xíu ở cái chỗ là khoảnh khắc. Thì bây giờ Chu Vi phải tìm được những cái khoảnh khắc của mình, cái khoảnh khắc mà một tay mình đem lại thắng lợi cho đội á. Thì Chu Vi cần một cái khoảnh khắc như vậy để gọi là next level, lên được cái mức cao hơn. Nó bị thiếu một chút xíu chỗ đó.
giấu tên đã rescan 10.000 đồng. Gen ván 5 có bị lộ bài cô A, như đều Valorhand ít đánh còn as. Lộ bài không ạ? Đúng rồi, cũng ít. Thường thì bên phía, tại vì thằng Lehen là thuận tay của nó là những con mở, cho đánh con as đó cũng là thú vị. Cũng có thể coi là phần nào đó là có một bài cho bên phía các đối thủ của Genji chuẩn bị. Clutch của Chovy ở Hanwha Esports hả? Có, nhưng mà thời điểm đó là nó, mình vẫn bị thấy là nó bị nhát nhiều hơn á. Tức là nó bị hồi mình Chovy nó còn đánh cho Hanwha Esports á, thì nó bị một cái là không phải lúc nào nó cũng dám mở, tại vì nó biết rằng nếu như nó chết là cái team nó đi luôn. Cho nên nó bị cái hạn chế là nó không thực sự là mạnh trong việc là người lao vào trước là mở giao tranh á và tạo đột biến á. Tại vì thời điểm đó mình tin chắc là nó biết là trong trường hợp mà nó fail, cho nên thời đó mình sẽ cảm thấy là nó sẽ ưu tiên chuyện tao phải, thứ nhất là tao phải farm được nhiều, thứ hai là tao phải có cái sự an toàn giữ mạng. Chứ thời điểm Hanwha Esports thì tất nhiên là nó vẫn có những khoảnh khắc tỏa sáng, nhưng mà nó không thể nào mà nó lao vào trước được. Tại vì cái đội đó mà nó lao vào trước nó chết rồi, nó đi luôn à. Nhưng bây giờ thì khác. Thực ra từ Genji 23, mình cảm giác là từ Genji 23 là cái độ tự tin để mà mở của Chovy nó cũng đã tăng lên nhiều rồi. Tới năm nay là mình cảm giác là nó đã có thể sẵn sàng một chút xíu nữa. Tại bây giờ bảo hiểm ngon hơn nhiều rồi. Game 5 đang căng thẳng, bị bắt lẻ khi Baron đang tồn tại trên bản đồ mà Kenyan với kia nó còn gỡ cho được. Hồi giờ em Vinh thoải mái luôn. Em Vinh bây giờ là em Vinh là lon ton bay ra trước. Để tao mở cho. Để tao trước. Ngày mai cũng là bắt đầu lúc 11 giờ nha anh em. Trận nhánh thua của BSG với lại G2 Esports trước 11 giờ. Trận đó xong thì chúng ta đến với trận 2 của T1 với BLG luôn. Giấu tên đã rescan 5.000 đồng. Cần xếp về Việt Nam to chắc co giang hoang không anh. Em co qua another Saigon thầy lo lang qua. Mình thì thật ra mình cũng không biết nữa. Mình đã tới cái địa điểm đó rồi. Cái địa điểm đó thì là thu xếp cũng phải khá là kỹ. Đủ được 120 bạn thì cũng khá là phải thu xếp kỹ á. Nhưng mà các bạn cứ đi trước rồi, tại vì đây là cái sự kiện đầu tiên của phía LG tổ chức. Cho nên là chúng ta cũng phải thông cảm một tí, họ gần như là họ không có kinh nghiệm tổ chức sự kiện esports nào cả. Các bạn cứ tham gia đi rồi có gì còn tất nhiên nói thẳng là rút kinh nghiệm. Cũng phải thông cảm một số cái một tí. MVB giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. Em thấy T1 giờ xuống phong độ cộng bể tướng hẹp phải không anh? Bể tướng của Tiêu Anh không hẹp đâu. Bể tướng Tiêu Anh thì không hẹp. Phong độ thì cũng rất như tất cả các đội khác ở tại MSI này thôi. Bây giờ đội nào cũng mạnh, thật sự là đội nào cũng mạnh á. 5-6 đội, 5 đội mạnh chứ đâu phải là 4 đội mạnh đâu. Bây giờ ngay cả thằng Esports nó cũng mạnh mà. Hẹp ở đây nó sẽ có, nếu như mà có một thằng nào đó mà người ta có thể target nó được. Tức là nếu như người ta tập trung vô nhiều tài nguyên vô một người ở trong giai đoạn cấm chọn mà có thể phế luôn người đó thì có thể bị coi là bể tướng hẹp. Nhưng mà đối với bên phía T1 thì sẽ cũng không có cái trường hợp nào mà các bạn có thể đầu tư ví dụ 3 lượt cấm đầu tiên vào một ai đó mà khiến cho người đó thực sự bị phế luôn thì nó cũng không có. Giấu tên đã rescan 5.000 đồng. Anh nghĩ team Liquid giao tiếp bằng tiếng Anh hay tiếng Hàn? Câu trả lời nghiêm túc là tụi nó sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh. Tại vì 5 thằng của tụi nó đều nói tiếng Anh được hết. Còn câu trả lời mà nó gần với thực tế hơn đó là tụi nó nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn. Và cái mẹ thằng A3 cho Chovy Hoa Kỳ tự chơi. Chovy Hoa Kỳ giao tiếp bằng binh với lại sóng não với lại 4 thằng Hàn là được. OnlyFans nha. À quên, A3 là giao tiếp với đội bạn, quên. 4 thằng của team Liquid là nói tiếng Hàn với nhau, giao tiếp bằng tiếng Hàn, còn A3 là giao tiếp với đội bạn. Nhiệm vụ của A3 là chat on giao tiếp với đội bạn để tâm lý chiến. Cho nên là A3 không cần phải giao tiếp tiếng Hàn với 4 thằng đồng đội. 30% thời gian thi đấu của A3 là ship enter. Giấu tên đã rescan 10.000 đồng.
369 mấy trận lớn sao nó đánh dở quá anh. Tại vì bản chất của nó không phải là thằng người chơi tỏa sáng, điểm mạnh của nó là thằng ổn định. Má, người ta cũng có danh hiệu quốc tế rồi đó. Càng ngày mình có cảm giác là càng ngày các bạn càng khó. Càng ngày khán giả càng khó. Nói tiếng Anh thì nhiều khi skin hô off phim đầu tiên là của APA rồi mặt cười. Ừ, chào vô tầm nha. Đúng rồi, nếu như team nào cũng không, nếu như mà A3 là người mà biết nhiều thứ tiếng hơn thì là nhiều khi là phòng truyền thống của team Liquid là năm ngoái mà A3 mà biết tiếng Việt là Biểu Xích đâu phải khóc. Trận nào Guma gánh thì tê một cúp, còn trận nào Guma chết thì tê một cúp. Chung kết thế giới năm ngoái mà A3 biết tiếng Việt là Biểu Xích đâu phải khóc đâu. Năm ngoái A3 nó không ghé tại vì nó không biết tiếng Việt cho nên nó bị gam vả. Còn hôm nay thấy không, em nó hai trận thua. Bên phía của team Liquid trận với top á là tại vì nó bị thằng Thiên kêu câm mồm đi, xong rồi báo mà công nhận thằng Thiên nó hiệu quả thiệt. Thằng Thiên nó chat câm mồm xong ngắn, kiểu như không cần phải nói dài dòng anh em, câm mồm lực thực sự. A3 câm của mẹ luôn, thế là bị top đấm. Còn với thằng Fnatic về chống cự, Fnatic bị vô thế hàng, Fnatic chống cự mà chống cự không lại mà nó càng được nước nó lấn tới. Thằng không anh nói thì non, Oscar nhìn cũng rất là non, hai thằng của Fnatic nhìn rất là non. Mẹ nó chắc tới luôn, hai thằng phế mẹ là hai thằng đường đơn của anh phía Fnatic phế con mẹ luôn. Khác gì KTM. Các bạn coi lại mấy cái chat hồi chiều mình có bật cho anh em coi. A3 nó gáy xong rồi không anh nói trả lời. Ừ. A3 nó chat mà nó khịa căng, không anh nói trả lời. Ừ. Xong rồi mẹ A3 ván sau gáy tiếp. Oscar, mày cẩn thận á, coi chừng mày thua đó. Má mày nó yếu ghê luôn. Hay là Fnatic cúc. Cô Regigi với Impact có thẻ xanh rồi đúng cô anh. Sắp tới Ulti với Yeon lấy được cô anh. Yeon nó là người Mỹ gốc Hàn. Ulti mới qua chắc chưa được đâu, chưa đâu. Impact với lại coi đây là đủ rồi, đủ năm đủ tháng rồi. Nở lâu lắm rồi. Thằng người noi nó chỉ tập tạ với lại nó xăm mình thôi chứ nhìn cái mặt nó hiền khô mà. Thằng người, các bạn nhìn thằng Humanoid với lại thằng Oscarinin là nhìn nó hiền khô mà, các bạn không thấy hả? Oscar nhìn đúng kiểu thằng học giỏi trong lớp luôn á. Các bạn nhìn thằng Oscarinin là các bạn kiểu như cảm nhận được tính cách của nó là một thằng rất là lành, nghiêm túc. Đúng kiểu một thằng hơi nệt nệt một tí trong lớp luôn. Đeo mắt kiến nhìn hiền lắm. Tuổi nghề bốn đứa T1 cũng thi đấu lâu rồi nhưng cảm giác vẫn không uy tín bằng cân. Chán thiệt. Cái gì vậy? Sao lại đi so về độ thằng tuổi nghề của thằng Kenyan có ít đâu, tuổi nghề Chu Vi có ít đâu, tuổi nghề của Kim cũng đâu có thua bên bốn thằng của T1 là sao? Tuổi nghề của Lehen cũng hơn mà. Mày donate kiểu về quá đồ phát vậy? Thầy khó hiểu vậy cứ. Simple giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Bởi hồi trưa e nói rồi và giờ e nói lại, châu Âu phải đem Adam tới thành đô thay vì những thần. Đúng rồi, những thằng tâm lý yếu. Không, tâm lý nó là một khả năng. Tâm lý nó là một khả năng. Nó là một cái yêu cầu để có thể thành công ở trong thể thao. Tâm lý yếu khó thành công lắm. Ca biết em nghĩ sao về vấn đề nạp game nhỉ? Thằng chưa vì ra quốc tế đánh vẫn chưa tín lắm. Nhưng hồi đó 2019 á, mấy thằng G2 á, mình nghĩ là khoảng chừng 30% cái thành công của mấy thằng hệ 2 chính là tâm lý. Mẹ nó chắc ôn với lại nó hả, tâm lý chiến ác lắm. Xoài 5.000 đồng. Vậy hát team Liki muốn vô địch thế giới thì thay vì trên kỹ năng hay tư duy cho thằng APA thì trên cho nó ngôn ngữ hả anh? Tiếng Hàn, chung thêm tiếng Việt nữa thì vô địch CMNN. Đúng rồi. Đây nè. Bên phía của team Liquid nhớ nha, cho nó rèn một số khóa trash talk căn bản bằng tiếng nước ngoài đi.
Các bạn cứ tưởng lần sau gặp lại đâu, mấy thằng khác, mấy thằng một thằng Trung Quốc nào đó bắt chước thằng Thiên đúng không? Chat thằng A3 nó chat xong rồi set up. Thằng A3 trả lời lại bằng chữ tượng hình. A3 trả lời bằng ký Hán tự dòng dài dằng dặc. Mày thề về bên mấy thằng thằng bên kia mà nó không tiêu, nó không quắn mà mình đi bằng đầu. Bên kia là thề các bạn là chưa đánh là cảm giác là đái mẹ trong quần rồi. Anh có cách nào random KA? Mình thích cách random gì vậy? Ông thi đi em. Park Ba Free giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Ước gì những người đáp lại mấy lời chat ô trưa nay là những gian cốt Wonder với Park. Chứ mẹ gì nữa. Thôi mày để thằng Wonder với thằng Park mà nó ngồi mấy cái mấy thằng fanatic thì mình không không thằng. Các bạn phải biết là thằng A3 nó cũng là một thằng mà trust talk đỉnh. Tức là nó biết, nó là một thằng là nó biết điểm yếu người ta để nó có thể đánh vô cái điểm yếu đó, nó khiến cho người ta cay. Khi mà đối thủ cay mất bình tĩnh là không phản ứng được. Cho nên là nó là một thằng trust talk ở tầm, mình nghĩ cũng ở tầm cao. A3 trust talk là ở tầm cao nha anh em, chứ không phải là mấy thằng mà kiểu dưới sủa vẩn sủa vơ mà không có suy nghĩ, không có tính toán đâu. Cho nên là nếu mà có cái kèo trust talk giữa Wonder Bird với lại A3 là cũng căng đó. Mình cũng chưa chắc lắm, nhưng mà Wonder là một thằng nó cũng tục lắm. Wonder là thằng tục, mình nghĩ là cũng cân cân đó. Pha tích là bị thiếu Wonder. Hồi đó pha tích có Wonder á, má mày tiếc cho pha tích là pha tích hồi đó có Wonder đó. Nhưng mà Wonder bật bãi đi đánh World Warcraft rồi nhường chỗ cho Oscar. Má mày còn Wonder dự bị. Còn Wonder dự bị đưa Wonder vô game 4, tắt điện A3 đẩy tới game 5 liền. Wonder gãy dơ lắm. Tê liệt onway lúc giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. A3 với Warzone ai hơn anh? Thằng Warzone. Ông Warzone thực ra là nó là thằng, cái câu của nó gãy được cái câu, nhưng mà thằng Warzone thực ra nó là thằng hiền anh em. Warzone thì tính của nó, gốc gác của nó là nó là thằng khá là hiền. Nhưng mà nó tự tạo cho bản thân một cái diện mạo và một cái tính cách để nó mạnh mẽ hơn. Mình nhớ là câu chuyện của Warzone là mình kể cho các bạn rồi còn gì. Warzone hồi đó tên gốc của nó là Kurot. Cái tên rất là cute và nó cũng kiểu như là đúng cái tính cách của nó rất là hiền. Nó hiền và nó cũng không có hơn thua, nó cũng không có sân si với ai cả. Nhưng mà một ngày tự bản thân nó nhận ra nha, tự bản thân nó nhận ra là với cái tính cách này của nó thì nó sẽ không thể nào thành công ở trong cái sự nghiệp thể thao được. Tại vì nó thiếu đi cái độ chiến, nó thiếu đi cái tính cạnh tranh, nó thiếu đi cái sự quyết liệt. Và chính bản, cái này cũng là câu chuyện khá là hay. Và chính bản thân thằng Kurot nó biết rằng tao phải thay đổi, tao phải đi tập tạ, tao đổi tên thành chiến trường để cho tạo ra được một cái khí thế tốt hơn khi mà thi đấu. Và cuối cùng là sau khi nó đổi tên như vậy thì nó thành công thật. Thấy không? Thấy khó không? Chuyển qua NBA đi anh. Trong những đội còn lại cho em đội theo cảm tính anh nghĩ được. Em đang nghiêng về Dallas hoặc Minnesota. Thằng sọt 3 trận này là thằng sọt nó không đưa ra dự đoán luôn. Đều là 5 game hết. Anh em Gen con ơi, u cái nè. Em mất ai này không vô địch thì còn năm nào nữa anh em tê con nhỉ mặt cười. Sao không đưa ra dự đoán luôn mà. Tại vì khó thật mà anh em. Khó thật mà. Người cầm kết quả như mình còn không thông báo kết quả cho các bạn thì làm sao những người dự đoán với những người phân tích mà dám đưa ra kết quả với các bạn được. Đúng không? Giải này đang căng á. Giải đang căng. Cái thể thức nhanh thắng nhanh thua này sắp tới là mình thấy là căng thẳng lắm nha. BSG bây giờ là top rớt xuống rồi. Ngày mai là một trong hai thằng là BOG với T1 xuống. Thằng nào xuống nhìn cái gánh dưới nó cũng ghê. Không công nhận là chúng ta đang được ở trong một cái MSI 2024 này khá căng. Còn ngày mai có thêm được cái thông tin gì về chân dung nhà vô địch không? Ngày mai mình nghĩ 3-1. Mình cổ vũ cho CK, mình kết quả của mình. Thôi cái này coi như là mình sẽ cố gắng đưa ra một cái thông báo kết quả cho các bạn nha. Là mình kết quả của mình là 3-1 tiêu anh. Nhưng mà anh em cứ thở dần đi, anh em fan tiêu anh cứ thở dần đi là vừa nha.
3-1 ngày mai là nó cũng khó thở lắm. T1 con giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Em hy vọng T1 có thêm một cái MC nữa. CKTG bỏ qua cũng được. Để Guma đủ cấp. T1 con. Mình nghĩ bây giờ thằng Guma bây giờ nó cần một cái danh hiệu cá nhân chứ, đúng không? Tức là bạn đang muốn một cái cúp MSI mà để Guma có cái final MVP, đúng không? Ngày mai mình phải rút kinh nghiệm. Hôm nay mình bị ăn thiếu các anh em. Ngày hôm nay mình chỉ ăn có 2 bữa thôi. Mà 2 bữa là bữa ít nữa. Là chỉ có hồi sáng là ăn một cái bánh mì. Xong rồi sau khi stream xong 2 trận BO5 thì mình mới ăn bữa thứ hai là ăn tối. Nên là chắc chắn là ngày hôm nay là mình đã thiếu calo và mình sẽ không nạp đủ năng lượng cho ngày hôm nay rồi. Ngày mai mình phải chuẩn bị sẵn mấy cái đồ ăn vặt nhiều mới được. Tại vì hai game hôm nay, 2 trận BO5 hôm nay quá cuốn đi. Kiểu coi bị dính luôn anh em thấy không? Mình chỉ ngưng lại là mình đi đái, mình đi vệ sinh thôi chứ hả? Mình không ngưng lại để mình ăn một lúc nào luôn. Game dính vãi cứt. Mình bị cái là mình thực ra là mình rất là thích ăn, nhưng mà mình sẽ dễ bị dính vô một cái gì đó là mình sẽ bị quên đi cái chuyện ăn. Cái đợt hồi xưa mà mình nhớ nhất á, cách đây khoảng chừng 5-6 năm gì đó là mình chỉ có 50 mấy ký thôi, mình chưa được 60 ký, bây giờ mình 69 ký. Là một trong những cái lý do là tại mình rất là dễ vô trong mấy cái trạng thái là mình làm một cái gì đó hay mình coi một cái gì đó là mình bỏ ăn. Cơ thể của mình hết đói nhanh lắm. Tức là nếu như mà mình đói á, mình chỉ đói trong khoảng chừng 15 phút thôi, tới 20 phút. Trong cái giai đoạn đó nếu như mà mình không ăn thì cơ thể mình nó tắt cái chế độ đói rất là nhanh. Thì đó là lý do tại sao là mình thuộc dạng người là rất là khó mập. Mặc dù là mình ăn cũng tương đối nhưng mà mình sẽ có vô những cái giai đoạn mà mình bị quên ăn. Giấu tên đã WeScan 5.000 đồng. Krem ra ướt đánh tốt ai nhỉ? Còn đánh ở giải quốc nội thì cô nổi bật lắm. Nó đánh tới nó đánh tới Á quân EPL rồi. Thật không, tại mình không có coi EPL mình cũng không biết. Nhưng mà mình nghĩ là nó đã đánh được tới MSI rồi thì nó cũng không phải là dạng bình thường. Nó cũng phải có một cái khả năng nào đó. Nhưng mà đúng là ngày hôm nay là thằng Krem là mình ấn tượng nhất trong đội hình của bên phía Top Esports. Cái việc mà đối đầu được với Chovy 5 ván, càng cửa được với Chovy 5 ván không phải là nhiều người làm được. Rồi ok, ngày mai gặp lại nhau nha anh em ơi. Off rồi. Nhiều quá, ngồi nhiều quá rồi. Ngày mai nha. Ngày mai mình sẽ online 10:45 như hôm nay. Rồi chúng ta sẽ đến với 2 cặp đấu, một nhanh thắng một đánh thua tiếp, 2 cái BO5. Bye bye anh em, cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi stream ngày hôm nay. Bye anh em.